Dạ Cường xin mến chào cô chú anh chị và bà con cô bác. Chúc bà con cô bác và quý anh chị cũng như là năm mới dồi dào sức khỏe, luôn thành công trong cái công việc. Từ hôm nay mình có dịp đến chỗ Idol Thảo Sương cũng như là kênh Bình Đen cả nhà. Thì hôm nay là cái buổi phát quà của sư thầy ở chùa Long Mỹ. Thì hôm nay thì Cường cũng cùng các anh em cũng như tiến hành vào bên trong cũng như là trực tiếp cái buổi phát quà. Thì bên đây là mục đích là giúp cho bà con nghèo mình đó là cái phần nào đó, những món quà nho nhỏ để chia sẻ trong cái năm mới, thêm cái nhu yếu phẩm gạo thì cũng sư thầy cũng đã chuẩn bị lần và trong đó có số tiền nho nhỏ để giúp cho bà con. Thì hôm nay thì buổi phát quà ở đó là tại nhà Idol Thảo Sương. Thì đây là cái đường hẻm vô nhà Idol Thảo Sương anh chị. Thì sau khi vào bên trong thì mình sẽ trực tiếp cũng như là chia sẻ cho cả nhà mình cũng như quý bà con cô bác. Thì cũng mong bà con cô bác chia sẻ cái video này lan rộng ra cũng như để giúp cho bà con sẽ ở miền Trung, miền sâu xa cũng như những hoàn cảnh khó khăn thì đều có những cái món quà nho nhỏ đến cho bà con. Đây thì có hoàn cảnh chỗ vô nhà Idol Thảo Sương cũng rất là đông cả nhà. Bà con cô bác ở ngoài nước hay là trong nước, như bà con ở đây thì bữa nay thì cũng nhà sư ở ngoài Vĩnh Long với cô ở ngoài Vĩnh Long thì em nữa rồi lên đây thì cũng gom sức một phần nào để cho Sương trao mà một phần quà cho bà con cô bác ở đây. Thì người dân tộc khổ của mình bữa nay như là trao phần quà không có bao nhiêu thiệt chứ mà vui vẻ chứ đủ để cho mình ăn Tết đó bà con. Đây đó. Thì một phần quà bao gồm là 10 kg gạo, 15 gói mì, một bịch bột ngọt, 1 kg đường, 1 lít dầu ăn, 1 lon sữa, 1 chai nước mắm, 1 chai nước tương, rồi thêm 80 ngàn. 80 ngàn. Rồi xin mời bà con. Yeah. Năm mới năm nay 2003. Số tủ 3 luôn. Rồi đó. Tao giờ vô. Cảm ơn cô. Lưu ý nè. Bà con cứ hấp xanh. Bà con cứ từ từ đi. Tao kêu lực. Đỡ mạnh nè. Rồi. Tao. Chưa vô phiêu xanh. Cho đủ cái thôi. Mà ngầm nước á tại. 29. Nó ơi ơi phiêu nè. Nè ơi phiêu nè. Lại xương ơi, ôm nổi đâu? Ôm nổi không? Sao ôm nổi không con? Hai mày đúng mình mời vô đi. Rồi, nữa. Lôi với bà canh. Rồi. Mình mò chạy đi vô hãy đó. Ờ thấy phiêu phiêu luôn. Rồi. Rồi, hai tao. Cặp xanh, cặp xanh, cặp xanh. Đủ mà mày thủ gạo xương á. Cảm ơn Tâm Tấn ơi. Cảm ơn cô kìa. Thì cô có lời nhận quà đó, có gì có lời cảm ơn. Có cảm ơn cô nha. Cảm ơn cô nha. Rồi. Bà con cô bác tự trong chùa Long Mỹ. Ở con đây mẹ. Mẹ ở con đây mẹ đây. Thế à, con thô đúng hoài chứ à, mình pin cổ. Đưa cái đĩa. Giết đào khô đây. Ở con kia. Chuyện cái này dùm. Số gì cần thì mua cho nha. Cảm ơn. Chơi mãi mày hơn. Rồi. Lúc nặng xanh hôm em nè. Có con hả? Hay tại em tụi lá nhà hơi đợi đâu phê kho vô phim mà cô đi đưa đâu. Lá nhà hơi đâu? Hả? Không. Men phiêu. Có phim bây giờ được. Hiện tại cũng
trời ơi, đi cho không có đủ phiếu đâu. Rồi một lớp cô biết sao không, ít của em nè, thì nó lo nó đi này kia nọ, rồi tôi đưa phiếu đưa cho mấy người thở nhiều không được. Không được. Rồi nặng quá tí rồi. Cô ăn, cảm ơn cô kìa. Rồi, cảm ơn. Rồi, 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 đi. Tao lo, ăn đi đi. Ô nấu, ô nấu, ô nữa nấu. Nấu lại. Kim nổi không? Dạ nổi. Hay tưởng tao mới yếu kìa. Rồi, rồi, hết chưa? Chưa. Còn, tao chưa tới. Chưa lại. Người ta đương đi bán mà. Thì mình bán số ngày được như vậy. Còn có mấy sáu phần nữa à? Em hai phần nữa thì hả? Nó thì nó cũng nhưng mà nó ở nhà nó không có vợ mà nó đầy đủ hết. Để em lãnh bia với lãnh mồ với lãnh rượu mà mới ngại thì thấy chưa? Ở nào ăn trọn lãnh. Ê Sương. 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 Con Sương ơi. Nó ăn trọn lãnh đi. Sao mới yeah. Cho tao trộm đó. Mời ơi. À. Cảm ơn đâu. Cảm ơn chị Thảo. Cảm ơn cảm ơn cô. Hãng công sư. Chị giống. Ơ chơi mà chơi cảm ơn sư á, sư ơi, cảm ơn sư á. Thảo Sương. Thảo Sương mày cảm ơn nè. Không. Ê đưa tiền đây nè. Đưa tiền đây nè. Đưa đi. Ừ, đưa cho mày đó. Còn ai nữa ta? Dương. Ơ cảm ơn sư ơi. Trên mà cái má nè. Mấy người kia sao lâu. Nó nà tiếc nó sư môi nà tiếc. Nào. Thương nè, hay cô thương nè, hay nông bà môi môi kia chơi hơi nè. Nào. Bà muốn. Ồ, dám không? Bây giờ còn 5 phần này là người ta chắc không bán không có nhà để giao lại đi, mình đi về. Rồi. 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 Để hồi người ta lại lãnh là tôi giao cho 5 phần này. Rồi vậy cảm ơn cô nghe cô. Chúc cô vui vẻ nghe. Rồi. Rồi tôi cũng còn năm phần à. Rồi bé vé này để cho tôi mua vé nha. Anh chào lãnh hai á. Vé số kìa mấy cô. Ừ. Cái đó mụn mà anh phiếu hợp á. Gì vậy? Hai mươi lăm vé. Đúng rồi. Thì sau khi một buổi phát quà thì chỗ từ tấm lòng của sư thầy ở chùa Long Mỹ nha cả nhà. Thì chỗ địa điểm phát thì chỗ tại nhà idol Thảo Sương. Thì do cái bà con cô bác thì cũng còn đi làm một số, thì hiện nay thì chỗ đây cũng còn 5 cái phần quà thì đang đợi bà con lại. Thì sau khi buổi phát quà thì sự mà niềm nở cũng như là sự hạnh phúc của bà con cô bác nhận món quà cũng như là để trang trải trong cái mùa Tết cũng như đỡ cái phần nào cũng như mình mua sắm để trang bị trong ngày Tết đó. Thì phải nói thì cái công việc này thì cũng được sư thầy giúp cho bà con, thì đây là những cái tấm lòng rất là cao cả. Thì đối với bà con cô bác thì ai cũng cần sự cũng chia sẻ, mỗi một người thì chia sẻ lá lành đùm lá rách. Thì tuy gần của các anh em ở đây thì cũng không có đi hoạt động nhiều, thì đây cũng gọi là cái tấm lòng cũng giúp cho bà con. Thì Cường cũng mong rằng trong thời gian tới thì tất cả những quý mạnh thường quân cũng sẽ giúp cho các anh em cũng như có một cái động lực mỗi một ngày càng phát triển hơn. Thì cũng nhờ là cũng thời gian qua thì cô idol Thảo Sương ở cả nhà thì cũng rất là nổi tiếng. Thì vừa đi chia sẻ cho bà con những cái tiếng cười trong những cái khu chợ đặc biệt thì cũng có lồng ghép thêm đó là những cái chia sẻ những hình ảnh thiện nguyện. Thì đây là nhà của cô Thảo Sương này cả nhà. Đó. Nhà cô Thảo Sương rất là đơn giản thì rất là thấp luôn. Đó. Thì phải nói thì cả nhà mình cũng rất là biết, thì trong thời gian qua cũng rất là hot, các anh chị cũng chia sẻ rất là nhiều cả nhà. Thì bây giờ mình cũng mời cả nhà mình đợi bà con đến để lãnh gạo 5 phần còn lại ha. Giờ theo cái cuộc phát quà lần này á, anh Cường lại tới đây á, anh có cảm thấy vui không? Thì phải nói thì Cường cũng rất là vui. Thì phải nói là đây là những cái tấm lòng thì luôn giúp cho bà con điều vậy. Thì sau khi nhận được cái tấm lòng á, thì bên cạnh đó thì cũng đỡ cái phần nào trang trải trong gia đình.
Thì đặc biệt là vui chỗ đây là vui là bà con nhận được cái tấm lòng. Khi mình cho cái người nào đó hoặc là mình trao người đó thì bà con nhận được thì mình rất là vui. Đó, phải nói thì trong cái thời gian qua thì tuy gần là chỗ Bình Đen với Cường hoặc là những anh em YouTuber khác á, thì cũng phải nói thì cũng chưa gọi là cái sự bứt phá mấy, thì tuy nhiên đây là cũng gọi là một cái điểm nhấn, cũng là anh em cũng cố gắng về động lực thì tạo cái một sự tin tưởng cho quý cô chú anh chị với bà con. Thì bên cạnh đó thì anh Cường và em thì cũng đã lúc trước á, thì cũng đã phát một tấn mấy gạo hồi lễ Vu Lan đó, hồi đó là phát ngay cái chùa Bốn Mặt đó với anh Cường đúng không? Anh còn nhớ không? Nhớ, thì lúc thì đó là phát ngay lễ Vu Lan thì cũng có rất nhiều lớn quý mạnh thường quân cũng như là đóng góp ở trong đó. Đó. Thì giờ cũng đã lâu rồi ha, thời gian đã lâu rồi anh Cường và em thì cũng không gặp lại luôn á. Thì bữa nay nhân dịp phát gạo ngay nhà của cô Thảo Sương, thì bên cạnh đó thì cũng có sư ở chùa Long Mỹ cũng đã có liên lạc với Bình. Thì để nhà Bình mua dùm 30 phần gạo, 30 phần quà đó, bao gồm là mì nửa thùng nè, một chai nước tương, một chai nước mắm, một chai dầu ăn, một lon sữa, một ký đường và một bịch bột ngọt. Thì nói chung thì cũng món quà này nói chung là đặc biệt cho những bà con vùng quê khó khăn đó, thì cũng một phần để ấm no trong mùa Tết Nguyên Đán sắp tới năm 2023 đó anh Cường. Thì nói chung là mấy ông cụ và bà cụ khi mà lại nhận quà thì còn được thêm là 80.000, cũng rất là vui ha. Theo anh nghĩ thì thấy rất vui ha anh Cường ha. Rất là vui luôn. Nhận được cái tấm lòng của sư thầy đó, phát gạo cho bà con nghèo mình, đặc biệt là ngay chỗ tại nhà mình. Thì cô có chia sẻ cái cảm nghĩ như thế nào để mình chia sẻ cho bà con biết không? Thì Thảo Sương thấy cảm nghĩ Thảo Sương cũng thấy vui. Thì Thảo Sương mừng lắm đó, để mình chia sẻ cho bà con, để cho bà con đến với gia đình mình để nhận được một phần quà nào đó thì mình thấy mình vui lắm. Rồi cảm ơn sư thầy nữa, để sư thầy có một sư thầy ở bên chùa Long Mỹ đó là có một phần một tay để giúp cho Thảo Sương được như vậy. Thảo Sương cảm ơn nhiều lắm bà con đó. Thì trong thời gian vừa qua thì kênh của Idol Thảo Sương cũng đi chợ rất là nhiều. Thì cho xin hỏi chút xíu, trong thời gian tới cô có dự kiến là phát triển kênh mình theo nhiều cái lĩnh vực nào nữa không, cũng như là thiện nguyện hay là giống như đi chợ hoặc là đi như thế nào đó, mình có thể chia sẻ không cô? Thì Thảo Sương cũng ước như là mình cũng đi chợ để cho tiếng cười cho bà con là một, còn hai nữa để cho mình đi như là thực thiện vậy đó, như là mình tự thiện để mạnh thường quân để đưa lên cho mình đó, mình đi thực thiện gì đó để cho bà con cô bác vậy. Thảo Sương thấy lòng, thấy mình thấy vui, cảm thấy vui. Là hôm nay mình nhận của sư thầy là được bao nhiêu phần không? Nhận được 30 phần với 30 phần một người một phần vậy đó, thì được 10 ký gạo, 15 gói mì, một bịch bột ngọt, một ký đường, rồi một lon sữa, một chai dầu ăn, rồi một chai nước tương, một chai nước mắm, rồi đủ bên băm đó nữa, rồi 80.000. Dạ 80.000 rồi. Dạ rồi. Cái này mình sáng còn để mình sáng này còn 5 phần này để chưa lời để đây phát ai lợi thì mình phát. Thì cho con xin hỏi trong thời gian tới thì cái vấn đề mà giúp cho bà con nghèo thì cô Thảo Sương có thể là muốn lan rộng ra nữa không? Muốn chứ. Dạ. Chợ người ta đủ mình được, người ta đủ hoài ha. Thì Thảo Sương cũng ý thích là vậy đó. Dạ. Cảm ơn. Rồi người ta lại lãnh gạo rồi. Rồi lại lãnh luôn rồi nha cả nhà ơi. Rồi. Hiếu. 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 Hai người nhảy. Khóc luôn. Nè. Lời tiếp tục là nè phi và mình canh phim á. Nè, ra con đi đứng đây đây. Nè, đây nè, chụp hình quay phim này. Can nè. Nè, ừ. Dạ. Thôi. Dạ. Dạ. Cảm ơn hết. Dạ. Bạn sắp vào anh. Dạ. Dạ, ta quên lại chào đó. 80.000. 80.000 ha. Cảm ơn. Ê, bạn có nè, mình đi. Cảm ơn nha. Cảm ơn xin chào. Rồi cảm ơn dì Sương luôn. Dạ, quà mình nặng không con? Quà mình nặng con ơi. Nặng lắm á, quà này nhiều lắm á nha con. Dạ, mình ăn Tết vui vẻ nha con ơi. Dạ, cái này tấm lòng ích của sư thầy. Bà nè, bà nè, bà nè. Cảm ơn á.
ba nấy bình an. Dạ. Có chú hai ông thương mình mơ sớm sớm đặng nhầm phép anh nó bay bà. Chưa nó mua lót tẩy đúng. Mình khó lắm. Mẹ ơi nó đụng mà mình score. Nói không? Tiếp cho mới, tiếp cho mới. Rồi cảm ơn nó chú. Dạ dạ. Cảm ơn anh chú ơi. Cảm ơn chú. Cảm ơn chú. Chú ơi. Thì biết của chú anh chị thì trong buổi phát gạo ngày hôm nay thì mình nhận được tấm lòng vàng từ sư chùa bên Long Mỹ và quý Phật tử bên chùa Long Mỹ Vĩnh Long đó quý cô chú anh chị. Thì để cho sư thì sư cũng có gọi cho mình và mua nhu yếu phẩm và mua những phần quà giá trị thì cũng rất là đặc biệt mang đến cho bà con vùng quê khó khăn á. Thì mình xin tổng cái số tiền mà sư đã gửi cho mình và lại trao lại đến tận nơi để trao đến chỗ nhà cô Sương để trao ha cô Sương. Thì mình cũng xin phép đọc những cái nhu yếu phẩm từng chai cho quý cô chú anh chị với bà con cô bác được biết rõ hơn ha. Thì mình cũng có mua một chai nước mắm siêu tiết kiệm là một chai 14.000 thì nhân cho 30 thì bằng 420.000 đồng ha. Rồi dầu ăn một chai 1 lít á thì nhân một chai nó thì giá là 36.000 nhân cho 30 chai thì 1.080.000 quý cô chú anh chị. Với một chai nước tương 8.000 đồng nhân cho 30 thì bằng 240 quý cô chú anh chị. Rồi sữa lon ngôi sao mỗi phần dĩa là một lon thì nhân cho 30. Một lon là 20.000 nhân cho 30 thì bằng 600.000 ha quý cô chú anh chị. Bột ngọt một gói 28.000 nhân cho 30 bằng 840.000 đồng. Mì ba miền một thùng 77.000 thì bình có mua là 15 thùng, mỗi một thùng thì tách ra làm hai phần đó quý cô chú anh chị. Thì tiền mì thì nhân cho 15, 77 nhân cho 15 thì bằng 1.155.000 đồng quý cô chú anh chị. Rồi đường bình mua là 1 kg là 22.000 đồng. Thì bình tổng số tiền là 22.000 đồng thì nhân cho 30 thì bằng 660.000 đồng quý cô chú anh chị. Gạo 1 kg 13.000, nói chung là gạo ngon thì gạo bình thường xuyên mua để phát cho quý bà con cô bác nhân dịp lễ này kia đó quý cô chú anh chị. Thì 1 kg 13.000 thì bình mua 300 kg thì bằng 3.900.000 đồng quý cô chú anh chị. Thì tổng số tiền thì bình nhận từ sư bên Long Mỹ thì được 8.945.000 đồng quý cô chú anh chị. Rồi bình cũng có mua bọc xốp á, hết 50.000 đồng. Mua bọc xốp. Bọc mà đựng nhu yếu phẩm rồi. Đồ ăn gạo này kia đó. Thì bọc xốp ta biết rồi. Đồng nữa. Thì tổng cộng số tiền là 8.945.000 đồng. Thì mình có nhận từ sư ở bên Long Mỹ ha. Thì cô Thảo Sương có lời gì muốn nói với sư, có lời gì chúc đến sư không? Thì Thảo Sương cũng cảm ơn là các sư ở bên chùa Long Mỹ với mà các Phật tử ở bên chùa Long Mỹ đó có giúp đỡ ở trong đây. Thì Thảo Sương cũng chúc cho chị em hay là sư để vui vẻ trẻ mãi mãi mừng ăn phát tài đó, năm cũ bước năm mới. Thì để cho sư rồi Phật tử ở bên Long Mỹ mà ăn được hai giả để như là có cái đồng ngân để mới mốt mà để xuất ra để làm phước để trong ở bên mà nhà Thảo Sương cảm ơn cô bác nhiều lắm bà con. Rồi dạ. Thì bình cũng xin thay mặt bà con ở gần nhà của cô Thảo Sương trong xóm cô Thảo Sương đó xin cảm ơn đến sư và chùa sư chùa Long Mỹ, đặc biệt thì cũng xin cảm ơn đến quý Phật tử ở chùa Long Mỹ ha. Cũng xin chúc bà con cô bác năm mới thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trên mọi nẻo đường ha. Thì mình xin chào và tạm biệt, bye bye với cô chú anh chị hay cô Thảo Sương, bye bye đi ha. Rồi bye bye nha, chào bà con nha.